Đây là chợ hải sản tươi ngon ở Seoul, Hàn Quốc. Ở chợ này thì có một đặc điểm là sau khi bạn chọn hải sản xong thì có thể trực tiếp nhờ chủ tiệm xử lý hải sản cho mình, ăn tại chỗ. Bây giờ chúng ta đến một cửa hàng mực. Nghe nói đặc điểm của quán này là mực ba món. Chúng ta thử xem mùi vị như nào nhé. Chủ tiệm nhiệt tình giúp chúng tôi chọn ra vài con mực tươi sống. Chỗ mực này vẫn chưa rõ làm như thế nào, lát nữa sẽ chui vào bụng mình. Chủ tiệm chọn ra hai con mực to đem đi hấp. Hấp thì đơn giản, chỉ cần bỏ trực tiếp vào nồi hấp và hấp chín là được. Rồi chủ tiệm đem mực cắt thành từng miếng. Oa, nước ở trong con mực chảy ra hết rồi. Nước mực là chất dinh dưỡng đó, trông rất ngon. Tiếp theo, chủ tiệm sẽ lại bắt hai con để chuẩn bị ướp lạnh và làm nộm. Bạn xem, giác mút của con mực vẫn còn hút rất mạnh. Trước tiên mổ bụng hai con, tiếp theo lột ra. Vì là nộm ăn sống, vì để đảm bảo hương vị, trong suốt quá trình làm chủ tiệm rất cẩn thận. Bây giờ chủ tiệm đem miếng mực đã cắt bỏ vào trong máy cắt sợi, cắt thành từng sợi nhỏ. Tiếp theo có thể đem xếp ra đĩa rồi. Cuối cùng chủ tiệm cắt sâu mực, mực ống cắt thành từng miếng, cắt vụn là được. Dùng gáo múc nước rồi rửa mực một lần là được. Xếp vào đĩa, cho thêm rau, đá viên. Cuối cùng cho hỗn hợp súp vào trộn đều. Vậy là món thứ ba đã xong rồi. Đây chính là mực ba món chúng ta ăn hôm nay. Cùng nhau xem nhé. Ông chú người Hà Nam đến Hàn Quốc bán sủi cảo, vỏ bánh có thể cắt mà không cần dùng cắn, hơn 19.000 một miếng sủi cảo. Nước sủi cảo ở tiệm này rất đỏ. Tìm hiểu rồi mới biết đây là người Hà Nam. Ông ý nói mình đã đến Hàn Quốc được 20 năm. Đó là khi cơn sốt vàng nước ngoài mới xuất hiện. Tình cờ, ông chú bắt đầu mở một quán ăn. Dựa vào tài lẻ dùng dao cắt tỉa của bản thân, sủi cảo mà ông ý làm rất hấp dẫn. Dùng nước ép bí đỏ và nước ép rau nhào bột. Hơn nữa ngày nào khách cũng đến ăn vào buổi sáng sớm. Cái này khó hơn bề mặt lộ ra ngoài, dùng tay thì rất là tốn sức, nên họ chuyển sang dùng dao cắt. Trước tiên đem cục bột cán thành từng miếng cắt dày. Sức người cán bột thì quá tốn sức, dùng máy cán vẫn hơn. Quá trình này lặp đi lặp lại 7 lần. Và trong đó vẫn phải cho thêm ít bột trắng để tránh các miếng bánh dính vào nhau. Đặt đến độ dày mà mình muốn thì dừng. Ông chú trong quá trình làm đều đứng cạnh cửa sổ. Từ ngoài cửa là có thể nhìn thấy quá trình làm bánh. Ông chú nói rằng thường hay có người ở ngoài quay phim chụp ảnh. Người Hàn Quốc thì rất thích quay chụp như vậy. Việc dùng dao hầu như là rất ít. Cái miếng gỗ này là khuôn để làm vỏ sủi cảo. Ông chú nói mình cảm thấy rất đơn giản, không hiểu sao người ngoài lại rất sốc. Góc cạnh của vỏ bánh liên tục bị cắt đi, vỏ bánh ngày càng tròn trịa. Bột vụn bị cắt đi đương nhiên là không vứt rồi, thường thì sẽ được tái sử dụng vào lần nhào bột thứ hai. Quán của chú mở 24 giờ, mỗi ngày đều bán được 100 cân bánh. Ở nước chúng ta ăn sủi cảo đều là vỏ mỏng nhân nhiều. Bánh ở đây cũng như vậy, nhưng qua 7 lần cán bột mà vỏ vẫn dày như vậy. Ông chú cũng là người trong ngành. Trong nước đều là cùng loại sủi cảo như vậy, nhưng lại không quá được chào đón. Ngoài vỏ bánh vẫn phải bôi thêm ít nước để tránh gói không được sủi cảo. Ông chú nói mình thật sự rất khó xử, vì mỗi năm vào dịp Tết mới về quê nhà. Mọi người cũng muốn bỏ việc kinh doanh ở đây về quê nhà sống cuộc sống khác. Nhưng ở đây mỗi tháng ít cũng 200 triệu, về quê kiếm ra 10.000 đã rất lợi hại rồi. Cứ như vậy đến bây giờ đã 20 năm rồi, con cái cũng đã đến tuổi học đại học rồi. Họ cũng chuẩn bị cho con sang bên đây du học, tốt nghiệp xong thì ở lại đây cùng họ. Ba miếng sủi cảo hết 57.000, bạn thấy đắt hay không?